Cả Việt Nam dậy sóng khi huấn luyện viên Kim Sang Sik công bố bản danh sách đội tuyển Việt Nam đấu Philippines ngày 6 tháng 6. Trong bối cảnh chuẩn bị cho cuộc đối đầu sôi nổi sắp tới với đội tuyển Philippines vào ngày 6 tháng 6, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik đang tiến hành những bước chuẩn bị quan trọng. Với một tâm thế mới mẻ và chiến lược đầy quyết đoán, danh sách tập trung chính thức của đội tuyển đã được công bố vào ngày 1 tháng 6, đánh dấu sự xuất hiện của nhiều tân binh lần đầu được triệu tập. Đây không chỉ là một động thái nhằm đáp ứng ngay lập tức cho trận đấu sắp tới, mà còn là một phần trong chiến lược lâu dài hướng đến việc xây dựng một triều đại mới cho bóng đá Việt Nam. Sự lựa chọn này cho thấy huấn luyện viên Kim Sang-sik và ban huấn luyện đang rất nghiêm túc trong việc khai thác và phát huy tiềm năng của lực lượng cầu thủ trẻ, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cầu thủ, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như tinh thần thi đấu của toàn đội. Huấn luyện viên Kim Sang-sik, người mới đây đã chính thức nhậm chức với bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Ngay sau khi nhận trọng trách, ông Kim không hề lãng phí thời gian mà ngược lại đã nhanh chóng bắt tay vào công việc tìm kiếm, đánh giá các cầu thủ tiềm năng. Việc đánh giá cầu thủ trong bối cảnh của một giải đấu đẳng cấp và phức tạp như V-League không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Các trận đấu tại V-League luôn diễn ra quyết liệt và đòi hỏi một bản lĩnh vững vàng cùng sự hiểu biết sâu sắc về chiến thuật. Đối với huấn luyện viên Kim, việc này còn mang một ý nghĩa quan trọng hơn vì ông phải nhanh chóng hình thành một đội hình mạnh mẽ, có thể thích ứng và phát huy tối đa trong thời gian ngắn. Các trận đấu tại sân hàng đẫy và thiên trường đã cung cấp cho ông cơ hội quan sát kỹ lưỡng nhiều tài năng. Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất là thủ môn Bùi Tiến Dũng, người đã chơi xuất sắc trong màu áo LP Bank Hoàng Anh Gia Lai, giúp đội nhà duy trì chuỗi 8 trận bất bại. Không chỉ có Tiến Dũng, huấn luyện viên Kim Sang Sích còn đưa thêm thủ môn Trần Minh Toàn vào danh sách. Minh Toàn đã thể hiện phong độ rất cao trong màu áo của Bình Dương kể từ mùa giải năm ngoái. Điều này cho thấy huấn luyện viên Kim Sang-sik đặc biệt chú trọng đến việc củng cố vị trí gác đền cho đội tuyển Việt Nam. Như vậy là trong danh sách triệu tập lần này, đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 thủ môn gồm có Nguyễn Philip, Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng và Minh Toàn. Ở trận đấu trên sân Thiên Trường giữa Nam Định và Bình Dương, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã có sự lựa chọn về các trụ cột ở đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Màn thể hiện của những Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, Võ Hoàng Minh Khoa, Bùi Vĩ Hào hay Văn Toàn đã được ông thầy người Hàn Quốc chứng kiến. Sau trận đấu, huấn luyện viên Kim đã xuống sân vận động, động viên Văn Toàn. Tiền đạo sinh năm 1996 đã chắc chắn nằm trong kế hoạch của ông thầy mới. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Kim cũng hỏi thăm chấn thương của Tiến Linh, trò chuyện với Quế Ngọc Hải ngoài những gương mặt cũ huấn luyện viên kim cũng lựa chọn thêm một số những cái tên đang có phong độ cao lên đội tuyển quốc gia như tô văn vũ trần văn công và trần văn đạt ở cuộc so kè giữa hà nội và thể công việt theo huấn luyện viên kim sang xích chắc chắn cũng hài lòng về màn thể hiện của một số cựu binh quen mặt của hai đội hoàng đức trương tiến anh ghi điểm với một bàn thắng trung vệ bùi tiến dũng nguyễn đức chiến quất văn khang nguyễn thanh bình phạm tuấn hải đỗ duy mạnh hay đỗ hùng dũng những gương mặt này đã có tên trong danh sách triệu tập sau thời kỳ thành công của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, chất lượng cầu thủ không còn được như trước là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của huấn luyện viên người Pháp Philippe Troussier. Sự góp mặt của tân huấn luyện viên Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ lấy lại niềm tin của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Niềm tin đối với tân huấn luyện viên Kim Sang-sik trước hết từ việc được chính ông Park Hang-seo giới thiệu theo đánh giá của giới chuyên môn, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thiên hướng theo đuổi lối chơi tấn công và yêu cầu các cầu thủ pressing với cường độ cao. Khi ông còn làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motors, các cầu thủ của câu lạc bộ này ghi được 71 bàn thắng trên 38 trận, đồng thời tăng rõ rệt thời lượng kiểm soát bóng. Thậm chí dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, Jeonbuk chỉ để thủng lưới trung bình chưa tới một bàn thua mỗi trận. Cho nên có thể khẳng định, tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam có thiên hướng xây dựng lối chơi an toàn, vốn rất gần gũi với cách cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Báo chí Hàn Quốc đánh giá cao kỹ năng huấn luyện kỷ luật đồng đều ở cả mảng tấn công và phòng ngự, cũng như nền tảng kỹ thuật và thể lực. Huấn luyện viên Kim rất được lòng các cầu thủ khi dẫn dắt câu lạc bộ John Book. Đây cũng là điểm giống so với ông Park Hang-seo. Thực tế, mặt bằng cầu thủ Việt Nam hiện nay cho thấy đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển U23 không thể đá tấn công mạnh mẽ vì năng lực hạn chế. Ông Kim là huấn luyện viên có khả năng thích ứng với môi trường làm việc và quản trị nhân sự tốt và thường áp dụng sơ đồ chơi bóng với năm hậu vệ đã quen thuộc với các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, chắc chắn các cầu thủ Việt Nam sẽ không thi đấu thiên về phòng ngự như thời huấn luyện viên Park bởi không còn phù hợp với mục tiêu phát triển định hướng vươn tới trình độ bóng đá hiện đại từ giới chuyên môn và cả người hâm mộ. Ở giai đoạn mới nắm quyền, có lẽ ông Kim Sang-sik cần xây dựng lối chơi theo quan điểm chiến thuật của mình cho các cầu thủ Việt Nam. Người hâm mộ Việt Nam cần những chiến thắng để lấy lại niềm tin, song VFF đã đưa ra những tiêu chí được xem là rất phù hợp với điều kiện hiện có, với tân huấn luyện viên là giúp Việt Nam vào AFF Cup 2024 trận chung kết, đưa U23 Việt Nam vào bán kết SEA Games 2025 và vượt qua vòng loại U23 châu Á năm 2026. Mục tiêu này dựa trên thực tế khách quan là lứa cầu thủ Việt Nam ở thời điểm này không còn mạnh như trước, đặc biệt là yếu ở hàng tiền đạo, trong khi các đối thủ ở Đông Nam Á đã tiến bộ rất nhiều. Trước sự mạnh mẽ, ổn định của các cầu thủ Thái Lan, sự thay đổi đột ngột về trình độ, thể lực của các cầu thủ Indonesia, thì việc VFF hạ thấp chỉ tiêu là bước lùi cần thiết để chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai. Trong buổi họp báo chiều 6 tháng 5, ông Kim Sang Sik khẳng định, Tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên bổ ích từ huấn luyện viên Park Hang Seo, trong đó nhấn mạnh yếu tố đoàn kết. Tôi cũng có những ý nghĩ tương đồng. Không có cầu thủ nào có thể thắng cả đội bóng. Bóng đá chiến thắng dựa trên tinh thần quyết thắng của cả đội. Mới tới Việt Nam, tôi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cổ động viên và các phóng viên báo chí. Tôi nghĩ đây không phải là áp lực, mà là sự động viên khích lệ. Hiện nay, tôi đã có khá nhiều thông tin về các cầu thủ của mình. Tôi sẽ cùng họ mài rũa để có kết quả tốt nhất. Tân huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Sang Sik có nhiệm vụ giúp vực dậy những chiến binh sao vàng sau thời gian chìm trong khủng hoảng dưới thời huấn luyện viên Chu Dì. Và hai nhiệm vụ quan trọng trước mắt là giúp bóng đá Việt Nam thành công ở AFF Cup và SEA Games. Sau khi ra mắt, huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham dự hai trận còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2026, trận đấu với Philippines trên sân Mỹ Đình ngày 6 tháng 6 và với Iraq trên sân khách ngày 11 tháng 6. Cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam còn rất thấp. Nhưng một màn trình diễn đẹp cùng kết quả khả quan sẽ là màn ra mắt không thể tốt hơn với một huấn luyện viên mới trước khi bước vào giải đấu trọng tâm là AFF Cup 2024 diễn ra vào cuối tháng 11 với mục tiêu ít nhất là vào đến bán kết. Thời điểm được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nam quốc gia kế nhiệm ông Park Hang-seo, ông Philippe Chuze cũng nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Đó là những mong chờ về sự nâng tầm của bóng đá Việt Nam sau khi đã chạm vào vòng loại thứ ba World Cup. Thế nhưng chỉ sau một năm làm việc, từ những kỳ vọng lớn, bóng đá Việt Nam đổi lại sự thất vọng lớn. Thất bại của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chu Dê đã khiến niềm tin của người hâm mộ xuống thấp hơn bao giờ hết. Không chỉ thành tích của đội tuyển Việt Nam xa sút trong giai đoạn chiến lược gia người Pháp dẫn dắt, nhiều trụ cột đội tuyển Việt Nam đã mất niềm tin vì không được trọng dụng. Vì thế, sự xuất hiện của huấn luyện viên mới Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ giải quyết được những vấn đề vừa qua ở đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ kỳ vọng những chuyển biến từ huấn luyện viên 48 tuổi này, đó là sự tươi mới của một huấn luyện viên trẻ, sự nhiệt huyết của một cái tên đang cần chứng tỏ những bước chân đầu tiên dấn thân vào sự nghiệp huấn luyện, cho đến việc xây dựng lối chơi có nét và cái đích cuối cùng quan trọng nhất là kết quả tốt. Ký hợp đồng 2 năm với huấn luyện viên Kim Sang-sik, mục tiêu mà VFF dành cho tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam là lấy lại hình ảnh, lấy lại vị thế cho đội tuyển Việt Nam. Trên thực tế VFF cũng không nhắm đến mục tiêu dự World Cup mà mục tiêu thiết thực trong vòng 2 năm tới của bóng đá Việt Nam là các giải đấu tầm khu vực. Cụ thể đội tuyển Việt Nam sẽ cạnh tranh tại AFF Cup 2024, đi tìm danh hiệu ở các kỳ SEA Games 2025, vòng loại giải U23 châu Á 2026 và vòng loại Asian Cup năm 2027. Theo phát biểu của đại diện lãnh đạo VFF tại lễ công bố tân huấn luyện viên trưởng, mục tiêu tối thiểu đặt ra với ông Kim Sang-sik là phải đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup năm 2024. Từng đưa câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motors vô địch K League năm 2021 và giành cúp FA năm 2022. Huấn luyện viên Kim Sang-sik còn nổi bật trong vai trò quản trị đội bóng. Nhà cầm quân 48 tuổi này có tính cách hoạt động, luôn duy trì không khí tích cực trong đội bóng. Đây cũng là điểm mạnh và từng giúp huấn luyện viên Park Hang-seo thành công với bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng mang tới thành công rực rỡ cho bóng đá Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2023. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã hai lần vô địch SEA Games, một lần lên ngôi ở AFF Cup, giành ngôi á quân U23 châu Á, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Những thành tích ở châu lục đều là tốt nhất trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thậm chí thành công hơn so với Park Hang-seo ở cùng độ tuổi. Khi ngay trong năm đầu tiên đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng, ông Kim Sang-sik đã giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2021 do K League bình chọn. Với kinh nghiệm thi đấu ở vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự cho câu lạc bộ Jeonbuk và đội tuyển Hàn Quốc, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đưa đội tuyển Việt Nam trở lại với lối chơi phòng ngự chắc chắn. Ở thời điểm và con người hiện tại, đây là một chiến thuật phù hợp để bóng đá Việt Nam từng bước lấy lại thành tích ở khu vực trước khi đặt đến mục tiêu xa hơn. Thành công trong bóng đá, một môn thể thao đầy kịch tính và bất ngờ, luôn là điều không thể dự đoán trước và phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Từ tài năng của các cầu thủ, chiến lược của huấn luyện viên cho đến tình hình thể chất và tinh thần của đội bóng, tất cả đều có vai trò quan trọng trong việc hình thành nên thành công hay thất bại trên sân cỏ. Một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng là sự lựa chọn huấn luyện viên. Đây là người sẽ định hình chiến lược, phong cách chơi và thậm chí là văn hóa của cả đội. Vì thế, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang đặt niềm tin và kỳ vọng lớn vào ông Kim Sang-sik. Vị huấn luyện viên mới được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho bóng đá nước nhà. Ông Kim Sang-sik không chỉ là một cái tên mới trong làng bóng đá Việt Nam mà còn là hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn. Sự nghiệp huấn luyện của ông đã chứng minh ông có thể xây dựng những đội bóng mạnh mẽ, có khả năng thích ứng và chiến đấu tới phút cuối cùng liên đoàn bóng đá việt nam vff và người hâm mộ đều hy vọng rằng với sự am hiểu sâu sắc về bóng đá và phong cách làm việc chuyên nghiệp ông kim sẽ là sự lựa chọn phù hợp để đưa bóng đá việt nam lên một tầm cao mới